đồ em gửi đi. Hoa điện rừng cao nguyên về cao nguyên. Lâu rồi mà anh chưa về thăm. Cô em gái nhỏ của ngày nào năm nay sắm sửa để giao đời, bây giờ đã nằm làm thơ. Ngày xưa mà em còn thời chàng thương ai bằng anh, thương anh muốn được làm người tình cho em mất con buồn một mình như lần em đợi người thương. Lâu rồi mà anh chưa về thăm. Cô em gái nhỏ của ngày nào năm nay sắm sửa để giao đời, bây giờ đã tập làm thơ. Ngày thương